Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nên mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Minh Thưởng cùng Nhà đẹp Kaito lại tiếp tục giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chị Loan ở Bắc Ninh. Và như thường lệ, trước khi mà chúng tôi lên ý tưởng để thiết kế thì Nhà đẹp Kaito chúng tôi đã về trực tiếp tại nhà của chị để qua đó tìm hiểu nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là đo lường diện tích xung quanh và bay flycam để có hướng nhìn phong thủy tốt, từ đó hoàn thiện về thiết kế công năng 2D, ngoại thất 3D bên ngoài và mang lại một thiết kế hoàn chỉnh, đẹp mắt và ưng ý dành tặng tới chị Loan và gia đình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đón xem về thiết kế mà Nhà đẹp Kaito đang mang lại dành cho chị Loan nhé. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là thiết kế công năng ở bên trong ngôi nhà tầng 1 của chị Loan. Thì sau khi chúng tôi xuống khảo sát cũng như là đo lường diện tích và bay flycam thì ở đây mặt tiền được chúng tôi thiết kế với chiều dài 8,3, còn chiều sâu công trình là 13,9m, đâu đó tổng diện tích của chúng ta cũng rơi vào tầm 110m2. Thì với tổng diện tích là 110m2 mỗi sàn như này thì tầng 1 chị Loan mong muốn chúng tôi thiết kế bao gồm là không gian phòng khách, một không gian phòng thờ, một không gian bếp ăn và một phòng ngủ. Kèm với đó là sẽ có một phòng vệ sinh chung ở phía dưới tầng 1. Thì sau khi mà chúng tôi tính toán cũng như đo lường diện tích, ở đây chúng tôi phân bổ diện tích như sau. Với phòng khách, phòng thờ thì chúng tôi sẽ gộp chung diện tích lại với nhau với tổng diện tích là 46,1m2. Với phòng bếp ăn thì diện tích là 21,2m2. Phòng ngủ số 01 là 12,7m và phòng vệ sinh chung là 4,5m2. Và để giúp cho quý vị chúng ta có góc nhìn rõ nét thì xin mời quý vị sẽ đến với hình ảnh 3D nhé. Đây chính là hình ảnh 3D được chúng tôi hoàn thiện nội thất bên trong ngôi nhà tầng 1 của gia đình chị Loan. Đầu tiên quý vị thấy rằng là đối với ngôi nhà chị Loan thì chúng tôi sẽ có thiết kế hai sảnh, sảnh chính và sảnh phụ với hệ bậc tam cấp. Và việc mà lựa chọn hệ bậc tam cấp như này thì cũng sẽ dựa vào 4 tiêu chí. Một đó chính là chiều cao nền sân với mặt đường. Thứ hai là chiều cao của móng với hệ mái. Thứ ba là mức chi phí mà chị Loan mong muốn. Và thứ tư đó chính là cái diện tích sân còn lại. Bởi vì khi mà chúng ta làm đua ra cứ thêm bậc thì sẽ thu hẹp cái diện tích sân. Và chính vì bốn tiêu chí đó cho nên là chúng tôi đã lựa chọn với hệ bậc tam cấp dành cho hai sảnh. Điều này thì cũng sẽ đáp ứng được tất cả được những cái tiêu chí trên. Bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên cân đối, hài hòa, đẹp mắt khi mà nhìn từ xa hay nhìn ở gần. Và đặc biệt hơn thì đối với chất lượng khi mà chúng ta thiết kế hai hệ sảnh như này thì trong quá trình khi mà gia đình các thành viên của chị Loan di chuyển thì cũng sẽ thuận tiện dễ dàng, đặc biệt là khi nhà có khách thì chúng ta có thể di chuyển sảnh phụ để vào nhà rất tốt, đúng không ạ? Rồi, và ở bên trong ngôi nhà chị Loan thì chúng tôi đã thiết kế cũng như là bày bố trí một cách khoa học từ bàn ghế uống nước này, tủ kệ tivi. Và quý vị thấy rằng là bắt đầu từ khu vực sảnh chính là chúng tôi đã bố trí và nó nằm sát ở bên phía tay phải khi mà chúng ta đi thẳng vào bên trong, đúng không? Đó, khá là đẹp. Và chúng tôi trừ ngay cái đoạn diện tích còn lại nằm ở giữa của khu vực phòng thờ và phòng khách để làm nơi di chuyển. Điều này thì tạo không gian rộng rãi, thoáng mát hơn rất nhiều dành cho không gian của ngôi nhà chị Loan. Còn đối với phòng thờ thì sao ạ? Phòng thờ ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế cũng như dựa vào phong thủy và hướng nhà. Và nơi đặt bàn thờ đây thì chúng tôi sẽ đặt nơi tọa cát và hướng cát nha quý vị. Điều này thì sẽ giúp cho gia chủ chị Loan sẽ luôn luôn may mắn, hạnh phúc và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống và công việc. Còn khu vực phòng bếp thì nó sẽ nằm ở ngay sau khu vực kệ tivi. Ở đây thì chúng tôi sẽ kết hợp ở giữa một tấm bê tông và bên cạnh đó là paro kính hai bên. Điều này thì sẽ trang trí cũng như là giúp cho không gian của phòng khách trở nên đẹp hơn. Thì đối với tấm bê tông này thì sau này chị có thể thiết kế thêm tấm gỗ hoặc là một vách nhựa PVC chẳng hạn thì cũng sẽ giúp cho cái không gian phòng khách của chúng ta cực kỳ đẹp và ấn tượng nha quý vị. Còn phòng bếp thì chúng tôi đã có bố trí sẵn vị trí đặt một bàn ăn dành cho 6 người. Với bếp ở đây thì chúng tôi cũng sẽ bố trí cũng như bám sát vào công trình với dạng bếp chữ L. Và dạng bếp chữ L này thì cũng sẽ tăng thêm diện tích sử dụng cũng như là nơi nấu ăn thuận tiện dành cho chị Loan.
Và vị trí đặt bếp đây thì chúng tôi cũng tính toán khoa học khi mà đặt vị trí tọa hung hướng cát, và khi mà chị Loan nấu nướng thì cũng sẽ đồng thời gì đốt đi những cái không may mắn dành cho gia đình, và chỉ để lại những cái điều tuyệt vời và tốt đẹp thôi. Và quý vị thấy rằng là từ vị trí đặt tủ lạnh này, nơi rửa đồ này, nơi nấu đồ ăn rất là thuận tiện đúng không? Chúng ta bám sát hẳn vào công trình như này, cực kỳ là gọn gàng và ngăn nắp. Đó, và hầu như là tất cả không gian từ phòng khách, phòng thờ, phòng bếp là chúng tôi đã có bố trí thêm những cái cửa sổ 3 cánh, cửa sổ 2 cánh, cửa sổ đơn để góp phần cùng với hai cửa của hệ chính và hệ phụ thì để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho tất cả không gian phòng ở đây. Còn đối với phòng ngủ thì sao ạ? Phòng ngủ số 1 này hiện tại thì đang dành cho ông bà, tức là bố mẹ của chị Loan. Thì ở đây chúng tôi đã bố trí sẵn vị trí có giường, có tủ quần áo, có tủ kệ đầu giường. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng có thiết kế thêm hai cửa sổ đơn để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho gian phòng ngủ này. Phòng vệ sinh chung ở tầng 1 thì chúng tôi đã có bố trí sẵn khi mà có sử dụng vách ngăn bằng kính để che chắn cũng như tạo nơi tắm, nơi khô trong quá trình sử dụng thì các thành viên của nhà chị Loan cũng thuận tiện dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì cực kỳ tiện ích cho việc lau chùi nhé. Và tính từ cốt sàn lên cốt trần nhà của chị Loan thì cao là 36, cho nên là chúng tôi cũng sẽ chia cái hệ số bậc cầu thang là 21 bậc. Thì theo như phong thủy thì trong cung sinh lão bệnh tử thì số 21 là số sinh, cho nên là chúng ta sẽ mang phong thủy tốt và mang lại những may mắn hạnh phúc dành cho gia đình. Rồi, tiếp theo xin mời quý vị sẽ đến với công năng ở trên tầng 2 nhé. Đây chính là công năng ở trên phía tầng 2 được chúng tôi thiết kế dành cho chị Loan. Thì với trên tầng 2, chị Loan mong muốn rằng là chúng tôi sẽ thiết kế bao gồm là 3 phòng ngủ. Bên cạnh đó sẽ có một phòng sinh hoạt chung và một phòng vệ sinh chung ở trong tầng 2. Và không gian còn lại thì chị sẽ muốn có ban công hoặc là sân vui chơi dành cho các con của chị. Thì chúng tôi đã tính toán và đo lường và chia diện tích như sau. Với 3 phòng ngủ thì diện tích lần lượt phòng ngủ 2 13,4, phòng ngủ 3 12,8, phòng ngủ 4 15,1. Bên cạnh đó là không gian của phòng sinh hoạt chung thì sẽ có diện tích là 14m2. Còn không gian vệ sinh chung ở phía trên tầng 2 sẽ cùng trục cũng như là cùng diện tích giống như phòng vệ sinh chung tầng 1 là 4,5m. Và để giúp cho quý vị có góc nhìn rõ nét thì xin mời sẽ đến với hình ảnh 3D nhé. Đây là hình ảnh 3D được chúng tôi hoàn thiện bên trong nội thất tầng 2 của nhà chị Loan. Thì quý vị thấy rằng là đối với không gian phòng ngủ đây cũng tương tự giống như phòng ngủ tầng 1 là chúng tôi thiết kế bố trí đầy đủ vị trí nơi có giường, có tủ quần áo, có tủ kệ. Riêng đối với phòng của vợ chồng chị Loan thì chúng tôi cũng sẽ bố trí thêm một cái bàn và một ghế sofa đó. Thì để anh chị nhà mình buổi tối làm việc thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra thì đối với 3 phòng ngủ này thì chúng tôi đã bố trí sẵn nơi có cửa sổ 3 cánh, cửa sổ đôi, cửa sổ đơn để góp phần lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho 3 căn phòng này. Và đối với phòng sinh hoạt chung thì ở đây quý vị thấy rằng là chúng tôi đã có thêm một cái vách bằng gỗ. Thứ nhất là hệ lăng gỗ này sẽ trang trí cũng như đẹp hơn dành cho phòng sinh hoạt chung. Cái thứ hai quý vị thấy rằng là chúng tôi đã bố trí sẵn cho chị ở một cách tinh tế khi mà một dạng sofa dài kết hợp cùng sofa ngắn và một bàn uống nước để chúng ta làm phòng sinh hoạt cực kỳ tiện ích nhé. Và ngoài ra thì kết hợp cùng với cửa sổ đôi và có thêm cửa ban công để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho gian phòng này. Phòng vệ sinh chung trên tầng 2 cũng tương tự như tầng 1 thôi, khi mà chúng tôi đã có vách ngăn bằng kính để tạo không gian tắm rồi là khô riêng biệt. Và tiếp theo là xin mời quý vị sẽ đến với những hình ảnh bên ngoài để xem là chúng tôi đã tận dụng và dùng vật liệu gì, màu sắc ra sao để hoàn thiện với ngôi nhà 2 tầng mái Nhật thiết kế hiện đại nhé. Đó, ở trên màn hình đây chính là thiết kế bên ngoài được chúng tôi hoàn thiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn về hình dáng trước. Với ngôi nhà của chị Loan thì nó sẽ là ngôi nhà 2 tầng mái Nhật. Mặc dù như vậy nhưng với một cái nền sân khá là cao, cho nên là chúng ta sẽ nhìn cực kỳ là cao ráo nha quý vị. Cái thứ hai nữa là với việc mà chúng ta thiết kế với hệ bậc tam cấp và mái Nhật này thì cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn một chút so với chúng ta thiết kế mái Thái hay là hệ bậc 5 cấp. Rồi về màu sắc thì sao ạ? Với màu sắc của ngôi nhà là chúng tôi lựa chọn tông chủ đạo là màu trắng, thể hiện sự tươi khối, sự tinh khôi và mang lại một không gian sống hoàn toàn tuyệt vời dành cho chị Loan. Và màu sắc trung tính là màu trắng như này thì chúng tôi sẽ phối hợp ra làm sao? Đầu tiên là chúng tôi sẽ có sử dụng màu xanh của mái ngói, màu xanh ghi
Kết hợp cùng với dưới mái là gì ạ? Chúng tôi sẽ đậm nét thêm một cái đường chỉ phân luồng giữa tầng 2 với tầng mái. Đây là màu đen. Đó, thì với cái màu sắc trung tính này đối lập với màu sắc của tường thì nó sẽ tương phản và nó sẽ phân chia rõ ràng để tạo nét nổi bật lên cho từng khu vực, đó là từ tầng 2, tầng mái, tầng 1 đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo quý vị thấy rằng là hệ cửa ở trên tầng 2 là chúng tôi dùng hầu hết bằng nhôm sinh pha và kính cường lực, và chất liệu đó chính là khung màu đen, thì nó cũng sẽ tương phản với màu tường, cũng sẽ làm nổi bật lên chất liệu cũng như màu sắc của hệ cửa trên tầng 2. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ban công đây thì chúng tôi sẽ làm ban công mái đua bằng bê tông, ở trên là bằng kính cường lực để che mưa thôi, còn lại là buổi sáng để tắm nắng cực kỳ tốt nhé. Đó, chân cột là chúng tôi cũng sẽ ốp đá nguyên đen hoàn toàn, khá là đẹp mắt và ưng ý như này. Ngoài ra là chúng tôi đã có thiết kế thêm bồn hoa ở khu vực ngay cửa sổ. Đấy, thì gia đình chị Loan có thể trồng cái cảnh cây hoa mình yêu thích để tạo không gian tươi mát, gần gũi thiên nhiên hơn rất nhiều. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở ban công khu vực mà sảnh phụ ấy, thì chúng tôi sẽ dùng là ban công bằng thép nguyên ốc và sơn chống tĩnh điện màu đen. Còn ban công chính ở sảnh chính thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là bằng lớp bê tông và sơn trắng. Đó, khá là đẹp. Đó, rồi, và ở phía dưới tầng 1 thì sao ạ? Tầng 1 thì tương tự là chúng tôi cũng sẽ có một cái đường chỉ khá là lớn màu đen để chúng ta phân luồng giữa tầng 1, tầng 2 tạo nét nổi bật. Và tường ở tầng 1 cũng sẽ dùng sơn màu trắng để làm tông chủ đạo. Đối với hệ mái chính thì chúng tôi sẽ có thiết kế theo phong cách mái Nhật, tương tự ở sảnh chính ạ. Còn hệ cột thì đương nhiên rồi, từ cột sảnh chính, cột sảnh phụ đều rất lớn, rất to. Và chúng tôi đã bo đá hoàn toàn từ chân cột đến đầu cột. Ở thân cột thì mỗi một mặt thì chúng tôi sẽ đều có một cái đường chỉ đen. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ ốp đá nha quý vị. Đó, khá là đẹp và nó mang tính sang trọng đẳng cấp. Tương tự quý vị thấy rằng là ở chân tường này chúng tôi cũng ốp đá nguyên hoàn toàn, chạy dọc từ mặt tiền sang ở hai bên thông của ngôi nhà. Ở cửa sổ là gì ạ? Chúng tôi cũng sẽ có thiết kế đó là ốp cái dạng gạch thẻ đen đó ở phía trên đầu cửa sổ này. Đó, và từ cửa chính cho tới cửa sổ thì chúng tôi sẽ dùng nhôm hệ sinh pha và kính cường lực. Còn đối với sảnh phụ thì chúng tôi sẽ có thiết kế bằng linafi cộng paro kính, khá là đẹp. Ở chân bồn hoa cũng như là chân lân móng nền nhà thì chúng tôi sẽ dùng dạng gạch tự nhiên như gạch thẻ chẳng hạn. Đó, để chúng tôi sẽ ốp vào bồn hoa cũng như chân móng. Và những bồn hoa như này thì cũng sẽ có thêm diện tích để gia đình chị có thể là gì ạ? Trồng cây cảnh cây xanh yêu thích, tạo không gian thiên nhiên thoải mái hơn. Đó, đây là view chúng ta nhìn thẳng trực tiếp từ trên cao xuống nha quý vị. Đó, phải nói rằng là cực kỳ đẹp và mát mẻ. Bên cạnh đó là tất cả những họa tiết hoa văn từ xung quanh cho tới bồn hoa chúng tôi thiết kế cực kỳ đậm nét và tinh tế nhé. Với sảnh chính sảnh phụ đây thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là gạch granite để chúng tôi ốp ở bên ngoài. Đó, chất liệu cực kỳ đẹp và bắt mắt. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở tầng 1, tầng 2 là không thể thiếu với những dạng hệ đèn sáng, đèn hắt hai chiều, đèn ống để giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên lung linh, đẹp mắt và ấn tượng. Đấy, đây chính là hình ảnh mà quý vị sẽ nhìn từ ngoài đường nhé. Nhìn từ ngoài đường sẽ bao quát cả cổng cũng như là không gian của ngôi nhà bên sảnh phụ đấy ạ. Đó, khá là đẹp. Vì ngôi nhà của chị Loan thì sẽ tính ra là chúng ta sẽ có hai mặt tiền, một mặt sảnh chính và một mặt sảnh phụ. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ đều thiết kế một cách tỉ mỉ, đẹp mắt và ưng ý. Và nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu thiết kế hai tầng mái Nhật với hai mặt tiền này thì quý vị hãy gọi điện tới số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 65 6596, hoặc quý vị để lại số điện thoại ở ngay phía dưới phần bình luận để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện tư vấn và mang tới cho quý vị với những thiết kế đẹp mắt và ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.